Nếu tôi về không kịp thì mà bắt con Hiền nó phá cái bào thai này, tống ra khỏi nhà rồi phải không? Con mình làm sai mà bà không có trách nhiệm, mình đẩy con người ta vào bước đường cùng, bà có còn là con người nữa không? Tôi tại sao bà có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Bà có từng nghĩ đứa con trong bụng con Hiền á là con của Đặng Khanh, là cháu nội của bà không? Khanh đâu? Khanh đâu? Kêu nó xuống đây. Khanh đâu? Nó không coi nhà, nó ra ngoài rồi ông. Bà kêu vậy đi, lẹ lên. Bà, nó ra ngoài rồi mà bà, ông. Bà, bình tĩnh kêu đi bà. Kêu nước này rồi mà bà không chịu kêu nó về là sao? Kêu vậy đi, nhanh lên. Bà, vậy mẹ, con đang đâu vậy? Con về nhà mau lên. Con đang đi công chuyện. Có chuyện gì vậy? Ba con kêu về liền đó, mau lên, có chuyện lớn rồi. Trời ơi, nghỉ ngơi chút cũng không yên nữa. Tính tiền em ơi. Con. Chào mẹ, chào ba. Mày đã chịu về rồi đó hả? Mày có biết mày đã làm gì con gái người ta không? Vậy mà còn chơi bời giỡn như vậy hoài hả? Cũng may là tao về kịp, chứ nếu không á, tao không bao giờ biết được việc làm tại trời của mày và hành động tàn nhẫn của mẹ mày. Nhà này từ trước tới giờ lúc nào có tôn ti trật tự, ai đã gây ra những gì phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Mày làm cho con người ta có thai thì chuẩn bị làm cha làm chồng đi. Ông nói vậy sao được, thằng Khanh nó vẫn còn đi học mà. Đã. Rồi người ta biết thì sao? Chuyện tới nước này bà còn lo sĩ diện cho nó hay sao? Ở con trai mất mặt với bạn bè mà bất chấp tất cả phải không? Ý tôi là nó tuy còn đi học nhưng đã đến tuổi lập gia đình rồi, không có pháp luật nào mà cấm sinh viên cưới vợ hết. Bà lo chuẩn bị mọi thứ đi. Mẹ, sao sao làm vậy được ông? Tôi biết trong chuyện này á, con Hiền là người chịu thiệt thòi nhiều, nhưng dù gì đi nữa nó cũng chỉ là người giúp việc trong nhà thôi. Dạ dạ, đúng rồi. Hai gia đình của mình á, đâu có môn đăng hộ đối gì đâu mà cưới với hỏi. Mày đừng có nói nhiều. Một là bà làm theo ý tôi, còn hai là thằng Khanh đi ra khỏi nhà này. Mẹ con phải suy nghĩ rồi tự quyết định đi. Tôi nói cho bà biết, tôi còn sống trong căn nhà này ngày nào, tuyệt đối không chứa chấp những kẻ làm sập bẫy trốn tránh trách nhiệm đâu. Con yên tâm đi, bác sẽ bắt thằng Khanh sẽ có trách nhiệm với con. Con cứ ở lại đây, đợi bác đi công tác về sẽ xuống nhà xin cưới con cho nó. Từ nay con không phải ở trong phòng dành cho người giúp việc nữa, con cứ chuyển qua phòng thằng Khanh ở cho thoải mái. Bác sẽ bắt nó chăm sóc hai mẹ con. Với lại bác muốn hai đứa quen dần cuộc sống sau này. Chuyện hôn nhân á, bác sẽ sớm tiến hành, con đừng lo gì hết. Dạ. Dạ. Con cảm ơn ông chủ. Lâu nay á, bác cũng vẫn muốn có đứa con dâu quan hiền như con vậy. Con à, con nên thay đổi là cách xưng hô đi. Còn chuyện gia đình đi quê á, là chỗ quen biết với bác từ xưa. Sao đâu, bác sẽ cố gắng giải thích cho má con đồng ý. Con
Con cảm ơn ông chủ. Từ lâu trong gia đình của anh đã xem em như là người một nhà rồi. Em đừng có lo lắng gì hết, hãy ở lại đây đi. Dạ. Tự nhiên cưới con nhỏ đó làm vợ. Còn tức tối gì nữa đây? Mẹ nói không bao giờ con nghe mẹ đâu. Bây giờ tính oán trách ai đây? Nhưng mà mẹ, lúc đầu á, con chỉ đùa giỡn với nó thôi. Ai ngờ đâu. Đùa giỡn? Rồi giờ dính vô chuyện rồi đó, đùa giỡn nữa đi. Thôi mà mẹ, mẹ giúp con đi. Chứ cưới con Ô Xin làm vợ mất mặt lắm. Nhất quyết á, con không có cưới đâu. Mẹ không có biết. Bây giờ đầu óc mẹ cũng đang rối lung tung đây nè. Muốn cái gì á, từ từ mẹ tính, không có hối mẹ. Mẹ à, mẹ phải giúp con chứ. Mẹ nghĩ đi, nếu như mà mẹ có con dâu làm Ô Xin trong nhà thì mọi người sẽ cười lên mặt mẹ, nhất là mấy cái bà bạn của mẹ đó. Rất là sành điệu, người ta đâu có chịu gì đâu, đúng không? Họ biết được, họ sẽ cười kinh bỉ. Còn lâu, không có đời nào mẹ cưới con Ô Xin hết cho con đâu. Đúng rồi. Làm gì ngáp dữ vậy? Bộ tối qua không ngủ được hả? Lâu lâu tao nhớ lại chuyện ba má bỏ tao. Tao ở dưới ngoài, tao buồn quá. Phương à, mày đừng có buồn và suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Giờ mày phải tập trung học, sắp thi học kỳ tới nơi rồi. Ủa, mà tới giờ đi dạy kèm rồi nè, trễ giờ mất. Tao chết, tao quên mất, tao đi trước nha. Chào chị. Dạ em xin lỗi, em tới trễ 5 phút. Không sao, lần sau á cô cũng không cần tới nữa. Dạ, là sao hả chị? Tôi không hiểu thời gian qua cô dạy cái kiểu gì mà thằng con tôi không có tiến bộ gì hết. Dạ. Từ ngày mai á cô không cần tới đây nữa. Tôi á kiếm gia sư khác để dạy cho con tôi. Chị ơi, em xin lỗi. Xin chị cho em một cơ hội nữa được không? Em sẽ cố gắng dạy bé thật là tốt. Gia đình tôi á thật là lo lắng chuyện học hành của con tôi. Vậy á mà cô kêu tôi thời gian đâu mà chờ cô cố gắng. Thôi, cô về đi. Dạ, con mời bà. Bé Hiền. Lại biểu. Trời ơi, làm gì nước cam chua lè chua lét vậy? Dạ, tại hôm bữa bà nói bà kiêng đường. Bộ kiêng đường cho uống vậy hả? Vô làm sao cho tôi uống được thôi. Mau lên. Thế ghét. Bé Liên, dừng tay nghỉ ngơi đi em. Nghỉ ngơi cho khỏe. Dì, cố gắng làm nha. Nếu làm tốt á, tháng sau con sẽ lên lương cho dì. Dạ, nhất định tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ. Cảm ơn cậu. Dạ. Dạ. Chuyện gì ạ?
Dạ, đây là dì Năm. Từ đây về sau á, dì Năm sẽ thay bé Hiền làm hết công việc nhà. Chứ bé Hiền bây giờ đang mang thai, không thể làm hết công việc như trước đây được. Em đó, phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Em hướng dẫn cho dì Năm á, làm hết công việc nhà, em đừng có làm nữa. Thôi, dì Năm. Dạ. Hướng dẫn dì Năm đi. Dạ. Đi dì Năm. Cái nhà này trở nên hoang phí từ lúc nào không biết nữa. Chuyện làm đâu có nhiều, nhiều nhận gì đâu mà phải mướn hai ba người một lúc. Dì à, kể từ đây bé Hiền cũng đâu còn là người giúp dì trong nhà mình nữa, mà là thành viên của gia đình mình, là dâu con của dì. Điều này chắc dì biết chứ? Tất nhiên là tôi biết. Nhưng đối với tôi á, ô xin hay là làm dâu đi nữa cũng phải làm chuyện nhà. Cũng như tôi hồi đó nè, tôi cũng phải làm, tôi phải làm chuyện nhà hết á, cậu thấy không? Bởi vậy ba cậu mới nể tôi đó. Chuyện đơn giản vậy không lẽ cậu không hiểu? Con không có ý muốn cãi với dì. Vì con mướn thêm người làm, con đã hỏi ý của ba con, và ba con cũng đã tán thành. Phải rồi, hở chút á, cậu đưa ba cậu ra hù tôi hả? Ai mà không biết trong cái nhà này cậu là số một. Còn bao nhiêu người á, người thừa, người vô dụng thôi. Con không có ý đó đâu. Thôi, cậu cần gì phải vòng vo với tôi nữa. Sự thật á, nó rành rành rồi. Nhà này á, tôi đã nói rồi, cậu là số một. Không phải, ngay cả các công ty của ba cậu bây giờ sắp trở thành công ty riêng của cậu rồi sao? Dì nói như vậy nghĩa là sao? Cậu bày đặt không hiểu nữa. Công nhận cậu đóng kịch dở thiệt á, nên đâu qua mắt được tôi đâu. Bộ cậu tưởng tôi không hiểu ý đồ của cậu hả? Hai năm trước cậu giả bộ con không muốn điều hành công ty nên cậu bỏ cậu đi du học. Nhưng mục đích của cậu cuối cùng là gì? Là vì công ty của ba cậu mà thôi. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu đừng tưởng ba cậu coi trọng cậu rồi cậu đắc ý nha. Tôi còn sống ngày nào thì cậu đừng có hòng tranh giành với thằng Khanh con tôi. Dì hiểu lầm ý con rồi. Con không có ý định tranh giành với thằng Khanh. Việc ba con muốn con điều hành cái công ty, con còn chưa muốn nhận nữa kìa. Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu à? Tin hay không là tùy gì. Con có khối óc, có đôi bàn tay. Con sẽ tạo lập tương lai của con bằng chính khả năng của mình, mà không nhờ bất cứ thứ gì từ tài sản của ba con hết. Vậy thì tốt. Tin hay không thì tùy. Tôi hy vọng cậu nói được, cậu sẽ làm được. Không ạ. Cô tìm ai? Dạ, cho con hỏi, có phải cô cần người giúp việc đúng không ạ? À, đúng rồi, tôi đang cần người giúp việc theo giờ. Dạ. Nhưng mà cô hỏi cho ai? Dạ, con hỏi cho con. Nhìn cô, cô là sinh viên hả? Dạ. Nhìn bộ dạng của cô, cô có làm nổi không vậy? Dạ, dạ, con làm được. Cô đừng có lo, cái gì con cũng làm được hết á. Nhưng mà tôi nói trước đó nha, đường ở đây thấp lắm đó. Liệu làm được thì làm, không thì thôi. Dạ, cô cứ mướn con làm được hết mà. Thôi được rồi, cô cứ về lo hồ sơ đi, rồi mai tới đây nhận việc. Dạ, con cảm ơn cô, con về nha cô. Nha. Dạ.
Anh xem, tôi đã sửa lại bản thiết kế đúng theo ý của anh rồi nè. Con coi đi, rồi có ý kiến gì không? Theo cảm nhận của con, thiết kế này á mới chỉ chú trọng đến tính tiện lợi. Ta nên tăng mạnh sự sang trọng và mạnh mẽ của nó. Và đặc biệt, vì đây lại dành cho phái mạnh. Vậy thì mình phải làm sao? Theo con, thiết kế phía trước xe nên hạ thấp xuống, thấp trọng tâm, để mạnh tính thể thao và ổn định. Về thiết kế bánh xe, nên trang bị mâm đúc hợp kim nhôm 16 inch để phù hợp với khả năng vận hành mạnh mẽ của nó. Còn gì nữa không? Mình nên cho tăng thêm một chút màu bạc ở bên ngoài. Các chi tiết trang trí nội thất sử dụng màu bạc sáng như sườn, cụm trang trí, bảng điều khiển trung tâm. Còn tay nắm của cửa ở phía trong thì phải tinh tế nhằm thể hiện sự trang nhã của nó. Thêm vào đó, nội thất của xe mình ốp những cái tấm gỗ sẫm màu để tạo một không gian sang trọng của xe. Công nhận, dù nó thì không đúng ngành học, nhưng cách nhìn nhận vấn đề vẫn rất nhanh nhạy. Cỡ như tôi với ba cậu làm sao mà theo kịp. Con á, tuy không học về ô tô, nhưng mà vì công ty của ba con đang kinh doanh về lĩnh vực này, con cũng thường xuyên đọc tạp chí chuyên nói về các mẫu xe và tìm hiểu một chút cho biết đó mà. Đó, anh thấy chưa, con trai anh giỏi ghê chưa. Nếu sau này có cậu Hiển phụ một tay, anh còn lo gì nữa. Mình đi coi tiếp ba. La 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 la. Có chuyện gì mày vui dữ vậy? Ta tìm được việc làm rồi. Thiệt hả? Nhưng mà mày làm việc gì? Giúp việc lau dọn cho người ta. Hả? Tự nhiên đang làm gia sư, sao lại chuyển xuống làm ô xin giúp việc nhà? Biết sao được. Kiếm hoài chẳng được việc nào khác hết á. Với lại á, nếu mình làm việc theo giờ thì sẽ không mất nhiều thời gian. Mà tao thấy bây giờ nhà nào cũng cần ô xin hết á. Mình làm việc này mình sẽ không bị lo thất nghiệp. Nhưng mà làm việc nhà vất vả lắm, không có đơn giản như mày tưởng đâu. Mà mày có làm nổi không? Tao sẽ cố gắng. Mày biết hoàn cảnh tao rồi đó. Ngoại tao thì già rồi, ốm yếu rồi, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Không lẽ lúc nào cũng xòe tay ra ngoài cho con tiền hả? Tao sẽ cố gắng chịu khổ. 2 năm nữa thôi, tới lúc ra trường đi làm, rồi tao có thể tự lo cho ngoại tao được. Uống nước đi anh. Cậu Hiển, uống nước đi. Hôm nay ba kêu con lên đây là có chuyện muốn bàn với con. Có chuyện gì vậy ba? Dạo này ba thấy sức khỏe của ba không được tốt, cho nên ba muốn giao công ty lại cho con quản lý. Lúc con mới về á, ba định nói con rồi, nhưng mà ba muốn con thảnh thơi nghỉ ngơi vài bữa. Vậy bây giờ con tính sao? Ba, con cũng không có chuyên môn về lĩnh vực ô tô. Nếu để con đảm nhận công việc này, con sợ chỉ làm ba thất vọng thôi. Ba hiểu, chuyện gì á cũng cần có thời gian để làm quen. Mặc dù là con không có kiến thức chuyên môn với ngành này, nhưng từ nhỏ con cũng rất thích kinh doanh, với lại đầu óc con cũng rất nhạy bén, cho nên ba cũng yên tâm. Và mọi việc á đã có chú Bình giúp con rồi, con đừng lo. Phải đó cậu Hiển, từ lúc cậu đi du học, ba cậu đã trông cậu từng ngày từng giờ để giao công ty này lại cho cậu, vì cậu là người mà ba cậu tin tưởng nhất. Ba, con thấy ba nên giao công ty này lại cho thằng Khanh đi. Con nghĩ chuyện này con không thể đảm nhận được. Con nói vậy là sao?
Có phải con đang muốn chống đối ba không? Anh à, bình tĩnh lại. Có gì thì từ từ mà nói. Ba, từ trước tới giờ con rất thương ba và cũng rất nghe lời ba. Nhưng lần này con không thể làm theo ý của ba được. Con xin lỗi. Ba không cần biết, nhất định con phải nghe lời ba. Con đã nói hết rồi, mong ba hiểu cho con. Hiếp, con ngồi xuống đó. Ba, con lớn rồi, con cũng có những dự định riêng của con. Con muốn đi lên bằng chính đôi chân của con. Con không muốn ai đó nghĩ con là sống bám vào ba, chỉ biết dựa vào ba, vào tài sản của ba mà không cần sự cố gắng. Hiếp, hiếp. Còn chị cái, sao đứa nào cũng tìm cách chống đối tôi hết vậy? Anh đừng có giận, để từ từ rồi nói cho cô ấy hiểu. Nó tưởng ra ngoài tập tành kinh doanh dễ lắm hay sao? Thương trường là chiến trường. Tôi chỉ sợ nó bị quật ngã rồi không còn sức để đứng lên nữa thôi. Tuổi trẻ vốn háo thắng, bây giờ anh có nói gì mấy cậu ấy cũng không nghe đâu. Chỉ khi nào gia dấp với thực tế thì mới hiểu ra được vấn đề. Lúc đó cậu ấy nhận ra được cái sai của mình và ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của anh. Ý anh là sao? Theo ý tôi á, tạm thời anh cứ đồng ý cho cậu Huyễn ra ngoài tập tành làm ăn một mình đi. Anh cũng biết rồi, thời buổi giờ kinh doanh đâu có dễ dàng gì. Tới chừng thất bại, cậu ấy sẽ quay về toàn tâm toàn ý nghe theo lời của anh mà. Ông Hiển à, tôi á mà như ông á, tôi nghe lời ba tôi chớ xong, thôi đâu mà nghĩ ngợi cho nó mệt, phải không? Vậy sao ba không chịu nghe lời của mẹ ba đi? Nghỉ việc ở công ty, về quản lý số thời trang có nhàn nhã hơn không? Thôi, tôi không thích đâu. Ra ngoài làm được tự do, sung sướng. Chứ làm ở đó hả? Tối ngày, ông biết không? Mẹ tôi quản lý tôi nè. Nào là giờ giấc sinh hoạt, nào là chuyện ăn mặc, quần áo, thế này thế nọ. Mệt lắm. Còn cam ra chuyện chồng con nữa chứ. Ba mẹ mà, lúc nào cũng vậy. Sài Gòn này á, hình như chưa có công ty chuyên về dịch vụ này. Tôi đang có hứng thú với nó, mà thấy sao? Cái gì? Cái ý tưởng thành lập công ty mà ông nói với tôi hả? Thôi, cho tôi xin đi. Tôi thấy nó lạ lùng quá, mà còn mạo hiểm nữa. Không chỉ là cho thuê người yêu, mà đại loại là mình sẽ mở rộng ra. Sẽ kiếm luôn cả việc tư vấn cho khách hàng những tình huống phức tạp trong cuộc sống. Nhưng mà không biết pháp luật có cho phép không nữa. Bà yên tâm đi, tôi đã hỏi giấy phép kinh doanh rồi. Ban đầu á họ cũng thấy lạ lạ, nhưng nghe tôi trình bày rồi họ cũng thấy xuôi. Họ nói họ sẽ xem xét lại rồi báo sao. Trời, ông muốn làm thiệt hả? Thiệt, tôi đâu có nói giỡn đâu. Ông làm. Tôi cũng đã dự trù hết rồi. Mô hình kinh doanh này á, thực chất là không cần nhiều máy móc thiết bị, nên không tốn nhiều tiền lắm đâu. Và trong tài khoản của tôi cũng có một số vốn khá khá cho tôi dành dụm. Sau 2 năm vừa học vừa làm của mình, tôi nghĩ chừng đó cũng tạm đủ. Nếu mà thiếu, tôi tự mình sẽ làm sao. Chúc mừng ông dù sao cũng đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Nếu mà tôi lập công ty á, bà phải giúp tôi đó nghe.
tôi mà làm được gì? Sẽ làm trợ lý cho tôi. Thôi, không có được đâu. Trời ơi, tôi có biết gì đâu mà làm vậy. Nè, đừng có quên những gì đã hứa với tôi đó nha. Tôi hứa gì? Sao bà quên quá vậy? Bà từng hứa với tôi á, lúc trước tôi chịu đóng giả bạn trai của bà, thì sau này tôi muốn gì bà cũng được biết. Tính xù hả? Tôi đâu có xù, tôi đâu có quên. Bà đừng có quên nha. Bây giờ bà với tôi đã là người yêu của nhau. Mà đã là người yêu thì phải cùng chung chí hướng. Gặp chuyện gì cũng phải sát cánh bên nhau. Nếu không á, chuyện này mà để cho ba mẹ của bà biết, cái màn kịch của bà đưa ra không phải là chuyện của bà, đừng nghĩ cho bà đâu. Thôi, không được dọa tôi nữa đi. Con bị sao vậy? Tụi bạn nó đánh con. Tại sao vậy? Tại sao tụi nó lại đánh con? Tại sao con lại hư như vậy hả? Bình thường con ngoan lắm mà. Con có làm gì đâu. Tại tụi nó chửi, chửi con là đồ không có cha, rồi làm da áo con. Mẹ, mẹ đừng có khóc. Tại con không ngoan. Mẹ, con xin lỗi mẹ, mai mốt con không dám làm gì nữa. Mẹ, đừng có khóc nữa, mẹ. Chỉ cần con không đánh nhau với bạn nữa là được rồi. Nếu mà tôi lập công ty á, bà phải giúp tôi đó nha. Chị làm đổ nước trà đá lên người em đó, ở quán phở á, chị nhớ chưa?
Em tên Nguyên, còn chị tên gì vậy? Mà chắc tụi mình cũng không lớn hơn bao nhiêu đâu. Hay là mình xưng tên nha. Vậy bạn tên gì vậy? Tôi tên Xuyến. Xuyến hả? Mà Xuyến có sao không? Có đau lắm không? Cho Nguyên xin lỗi nha. Tại vì đang nghĩ mấy chuyện lung tung á, cho nên bất cẩn quá. Mà nhà Xuyến ở đâu vậy? Hay là để Nguyên chở Xuyến về nhà để sát trùng vết thương nha. Tôi không có nhà. Nhưng mà cô đừng có lo, tôi không có sao đâu. Thôi vậy để Nguyên chở Xuyến về quán phở hôm trước nha. Tôi bị mất việc ở đó rồi. Hả, mất việc hả? Có một ly trà đá đổ lên người tôi mà bên đó đuổi Xuyến hả? Không phải là chuyện đó đâu. Vậy bây giờ Xuyến đi đâu, về đâu, rồi còn ở đâu nữa? Xuyến Xuyến đi đâu vậy? Hay là tối nay á, Xuyến tới nhà Nguyên ngủ tạm nha. Thôi Xuyến đừng có lo được không? Ở nhà Nguyên là con một, ba mẹ thương Nguyên lắm. Mà ba mẹ của Nguyên á cũng hiền lắm, mà dễ tính lắm. Tôi nha, tôi ngại lắm, không có được đâu. Tôi không có gì đâu mà ngại. Thiệt, đi thôi. Không sao đâu, chứ bây giờ Xuyến biết đi đâu. Bây giờ Xuyến cứ tới nhà Nguyên ở tạm một bữa đi, xong rồi tính tiếp ha. Tôi nhưng mà tôi đi sợ mà. Được rồi, bây giờ Xuyến coi như bây giờ mình gặp nhau rồi, coi như là bạn nhau rồi. Bây giờ tới nhà Nguyên chơi một bữa cho biết nhà Nguyên luôn nha. Đi, nếu mà tới rồi á mà Xuyến không thích ở nhà Nguyên á thì Xuyến cứ đi, được không? Thôi được rồi, không có suy nghĩ nữa, tới nhà Nguyên đi, đừng có ngại. Đi rồi, giờ cơm tới rồi. Đó giỏi không lắm đó con. Đó chỉ làm được xịt nước tương thôi đó. Trời ơi. Con thấy ba lên chưa? Ba lâu quá ba ơi. Đợi chút con ơi. Xuyến đừng có buồn nữa nha. Mẹ. Mẹ biết không, cái ông chủ quán phở chỗ Xuyến làm á, nhìn á, cái mặt ổng thấy cũng vui vẻ tử tế lắm. Mà ai ngờ ổng là một con ác ma đó. Vậy hả con? Trời ơi, bởi vậy đừng có nhìn mặt mà bắt hình dung. Dạ. Con người không có thể tin nhau qua vẻ bề ngoài được đâu. Đúng rồi. Con à, nếu mà con chưa có chỗ ở thì tạm thời con ở lại đây ha. Đúng khi rồi nào đó con kiếm được việc mới á thì con hãy đi ha, chứ con gái đi lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm. Dạ nhưng mà con thấy là thôi mẹ Nguyên nói đúng rồi đó. Con cái gì, Xuyến cứ ở lại đây đi, đừng có ngại gì hết trơn á, dù sao thì nhà Nguyên cũng rất là rộng rãi mà. Dạ nhưng mà con là người lạ, con mới đến nhà Hai Bác lần đầu. Hai Bác không có sợ là con sợ bị con gạt rồi thừa cơ lấy đồ đạc nhà bác đi chứ gì? Ý con muốn nói vậy phải không? Dạ nhưng mà tất nhiên rồi, người lạ thì phải cảnh giác chứ, biết họ có phải là người tốt không. Nhưng con đâu phải là người lạ. Con là bạn của Nguyên mà. Đúng rồi, Nguyên á nói con á là người thật thà tốt bụng, cho nên bác rất là tin tưởng. Con không cần phải lo lắng gì hết. Dạ con cảm ơn bác. Cảm ơn Nguyên. Trời ơi, Xuyến ăn đi chứ cảm ơn hoài tới chừng nào. Nè, mấy món này á
là đều tự tay ba Quyên làm không á. Nè, ba Quyên á chính là bếp trưởng của hai mẹ con Quyên đó. Rồi. Ăn đi. Phải vậy không ba? Wow. Nè Xuyến. Dạ. Ăn thật tình nghe. Dạ. Ăn ít là bắt giận đó nghe. Ba ba, con mới khoe với Xuyến á là ba là bếp trưởng. Mà là bếp trưởng của hai mẹ con á. Bây giờ thêm con Xuyến nữa. Ăn đi con. Ăn đi con. Nè, ăn rau vô. Ăn cá đi con. Dạ. Trứng nữa nè. Dạ con chào chị. Mới về. Ủa, ba chưa ngủ hả? Ba đợi con về, ba có chuyện muốn nói với con. Con ngồi đi. Đây là số tiền ba cho con. Vậy là sao hả ba? Không phải con nói với ba, con cần ra ngoài tập tành kinh doanh sao? Ba nghĩ số tiền này nó sẽ giúp con làm được chuyện đó. Con cầm đi. Nhưng không phải ba đã phản đối ý định của con sao? Ba chỉ muốn con ý thức được cuộc sống bên ngoài. Vốn nó không phải bằng khoảng như con nghĩ đâu. Bao nhiêu năm ba lăn lộn trên thương trường, ba hiểu rất rõ điều này. Cho nên ba muốn tạo dựng cho các con một nền tảng thật vững chắc. Nhưng bây giờ con không màng đến nó. Bởi vậy ba muốn cho con thấy quyết định của con hôm nay là sai lầm. Ba, cho dù con có thất bại, con sẽ không bao giờ hối tiếc với những gì con lựa chọn. Được lắm. Vậy con cứ cầm số tiền này rồi ra ngoài để coi thử cuộc sống có bằng phẳng và dễ dàng như con nghĩ không. Nếu thất bại, nghĩa là con đã thua cuộc. Lúc đó con phải ngoan ngoãn nghe lời ba, về tiếp quản công ty của ba. Con có hứa với ba như vậy không? Dạ, con hứa. Nhưng con nhất định sẽ không để cho ba thất vọng đâu. Ừ. Thôi, khuya rồi, ba về phòng nghỉ đây. Dạ. Con cũng nên đi ngủ sớm đi. Gói của Xuyến nè. Xuyến nè. Xuyến đừng có lo nữa nha. Rồi Xuyến cũng sẽ tìm được việc mới thôi mà. Tuy rằng bây giờ tìm công việc mới thì cũng hơi khó thiệt, nhưng mà nếu như mà mình chịu khó cũng sẽ tìm được thôi, đúng không? Xuyến cũng nghĩ như vậy. Mà Xuyến nè. Xuyến làm ở trên này lâu chưa vậy? Cũng mới được vài tháng thôi. Mà nè. Hả? Hồi trước á Quyên học ngành gì? Quyên hả? Quyên tốt nghiệp quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế. Bây giờ thì làm trợ lý giám đốc cho một công ty thiết kế thời trang. Trước đây á Xuyến cũng học trường đó đó. Ủa vậy hả? Nhưng mà Xuyến học ngành gì vậy? Xuyến học ngành tài chính ngân hàng. Nhưng mà chỉ học đến năm thứ hai thôi á, thì mình không có học nữa. Ủa, sao vậy? Sao không học nữa? Bộ gia đình của Xuyến gặp khó khăn cho nên không đi học nữa phải không? Thôi, mình đi ngủ đi ha. Cậu ba, cậu có sao không? Anh Khanh. Không sao đâu. Để tôi đưa cậu lên phòng. Anh Khanh. Đi. Đi đi cậu. Đi đi mà. Ừ.
Thôi dì Năm xuống nghỉ đi, để con lo cho ảnh được rồi. Dạ. Đánh ra đi. Cũng đi. Cô á, nếu hại không mà. Cô tưởng tôi coi cô là vợ của tôi. Đừng có mơ. Cô á, chỉ là một con ô sin trong nhà này thôi. Một con ô sin nhà quê thôi. Cút. Cút đi. Cút.